Lén lút vào tạp hóa trộm thứ không tưởng, cảnh giác mất trộm tại tạp hóa. Tên trộm chơi hệ tâm linh vái lạy trước khi hành nghề. Cú trộm xe thần sâu giữa thanh thiên bạch nhật. Vấn nạn trộm tại các tạp hóa gia tăng gần đây, đích nhắm đến của các đối tượng đó là lợi dụng những vùng vắng người giả vào mua đồ để trộm cắp tài sản. Giá trị những món đồ không đủ truy tố, nhưng xét về lâu dài, ảnh hưởng không nhỏ cho các hộ kinh doanh nếu xảy ra liên tục. Đoạn clip camera sau như lời nhắc nhở mọi người để cao cảnh giác. Vụ việc xảy ra tại nhà dân tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, trưa 20 tháng 2 mới đây. Một người phụ nữ trung niên mặc áo đỏ, trùm kín, đi vô tạp hóa, không người, do chủ nhà bên trong. Mụ ta đã lấy trộm một cây bim bim và một thùng xúc xích tổng trị giá hơn 600.000 đồng rồi nhanh chóng bỏ đi. Toàn bộ hành vi được camera an ninh ghi lại. Dù nhiều lần Sài Gòn TV đã chia sẻ những clip như thế này, nhưng tình trạng vẫn gia tăng. Mọi người nhớ share nhiều hơn nữa để cùng nhau phòng chống trộm. Một thùng xúc xích bim bim. Một thùng xúc xích bim bim. Một thùng xúc xích bim bim. Này là chị nghe cái này chính xác đúng không? Bán mấy hôm nữa là hay vô này chị bán mua bim bim. Vì là bán quán ở trong kia kìa. Mà hồi kia đã đi vô là thấy chị ngủ là bưng cái tay bim bim, bị vương một cái tay bim. Tên trộm chơi hệ tâm linh vái lạy trước khi hành nghề. Đi ăn trộm, những đối tượng có hành động khiến chủ nhà sửng sốt là vái lạy trước khi hành sự. Vụ việc xảy ra tại Bến Tre, rạng sáng 20 tháng 2 mới đây. Theo đoạn clip do camera an ninh ghi lại, một đối tượng nam trùm kín, canh lúc mọi người xung quanh đi ngủ đã xuất hiện trước một ngôi nhà. Trước khi hành sự, hắn ta đã tới vái lạy liên tục, sau đó trộm chậu cây của chủ nhà đem đi. Không rõ hành động trên của tên trộm có mục đích gì, nhưng có thể thấy đó là một tín đồ chơi hệ tâm linh. Vậy mà có hành động trộm cắp của người khác thì không đẹp tí nào. Mọi người nhớ share clip này để cùng nhau phòng chống trộm nhé! Cú trộm xe thần sâu giữa thanh thiên bạch nhật. Trộm ngày càng liều lĩnh, còn người dân thì chủ quan, dẫn đến những pha trộm xe ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật. Đoạn clip được camera an ninh ghi lại trước một tiệm tại Long An mới đây. Mặc dù tiệm gần mặt đường nhiều xe cộ qua lại, xung quanh lại có nhiều người, nhưng trộm không hề nao núng. Đối tượng cùng đồng bọn phát hiện chiếc quay xanh dựng trước không có người trông coi. Ngay lập tức đối tượng nam lạ mặt lén lút tiến vào, nhẹ nhàng phá khóa rồi tẩu thoát sau đó. Đối với những tiệm cửa hàng, cần phải có bảo vệ giữ xe cho khách. Nếu không có, cần nhắc nhở mọi người khóa xe kỹ, tránh kẻ gian lợi dụng ra tay. Mọi người nhớ share những clip camera như thế này để cùng nhau đề phòng chống trộm nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trích xuất từ camera nóng nhất. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.